nói lời tạm biệt với mụn trứng cá hoặc các vấn đề về da hay các triệu chứng viêm xoang mãn tính, đau bụng, khó tiêu. Xin giới thiệu lần đầu tiên với sự kết hợp của tinh chất nghệ và tinh chất trái thơm của công ty dược phẩm Medcare được sản xuất tại Mỹ. Với 100% thành phần tự nhiên gồm tinh chất nghệ Scomin cùng tinh chất trái thơm Bromelain, được biết đến với hiệu quả sử dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Ngày nay, với việc bổ sung tinh chất trái thơm Bromelain tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo giúp hỗ trợ viêm xoang hiệu quả, mang lại cho bạn một làn da rạng ngời, trẻ trung với các tính năng giúp giải độc cơ thể, giảm cân tự nhiên, cải thiện viêm xoang, phục hồi chức năng não, giúp viêm loét đại tràng và các bệnh viêm khớp. Một sự kết hợp tuyệt vời cho sức khỏe và vẻ đẹp của bạn. Giảm giá đến 20% cho 30 khách hàng đầu tiên. Vậy, còn chần chờ gì nữa? Hãy liên hệ với công ty dược phẩm Medcare ngay hôm nay. Sẵn sàng nhận các đại diện bán lẻ. Medcare mang đến cho bạn một cuộc sống hạnh phúc.